tôi tốn tiền sao mà con chị dễ gì chị bỏ 100 triệu chưa cho góp, tại chị nó chơi thôi cho vui thôi chứ. Giúp cho người á, còn có nên chị hai mình nên giữ chung lòng là tốt chứ không xấu. Giữ chung lòng. Dạ đúng rồi. Còn nếu như á là mình á giúp cho người ta mà mình phải hai cũng có nhiều người tự ái lắm, con có thích chị. Mà người có nuôi chị nhà nào đâu, chị làm mọi thứ để nuôi con chị đó. Nhưng mà lúc đó thì anh với chị có mấy mặt con rồi? Dạ hai. Là bé này chưa sinh ra hả? Dạ, bé kia rồi đó. Ôi trời ơi. Chết rồi, lanh dữ trời. Còn mấy cây kia, mấy cây đứng này. Dạ, mấy cây đứng này con cũng bớt cho chú 5.000 hết. Cây 35 không có cái cây loại mà kẹp hai cái điện thoại hả ta? Tại vì một cái phát nhạc, một cái live. À, một cái phát nhạc, một cái chú live stream. Cái loại đó là con mày có tính lấy bán, mà tại bán đồ này thì con không có cho. Tại vì đó, bán ít lắm. Nên chú ngồi, chú đâu là chịu lớn cái chú. Rồi, rồi. Con lấy về cái loại kẹp hai cái thì chú ra chú ủng hộ cho. Nhưng mà chú mua có một cái mà lấy người ta lấy một chục không à. Chú mua có một cái là lỗ vô. Có người cho chú, ta đâu có cho lấy một cái rồi, đâu. Rồi, tôi biết rồi chị ơi. Thôi nè, chú gửi lại nè. Không có rượu, nhưng không đúng với cầu chú. Thôi, thông cảm nha. Thông cảm ha. Không sao. Lanh ghê không? Nó lanh. Nghe giật mình luôn ha anh. Đứng có đường nguy hiểm á. Ồ, là cái hoàn cảnh của chị là anh xa anh với chị sao? Chị với ba nó là chia tay, chị bắt con, chị nuôi con. Ồ, sao con kể là con có ba Hoàng Anh? À. Lúc đó ba con có đòi đưa con không? Có mẹ. Con á, con hóc leo đàn lên, tại vì con muốn ở với mẹ con cơ. Con ở với ba đâu. Con biết tại sao ba mẹ hết duyên không? Dạ con không biết. Rồi bây giờ là ba có nuôi ai không? Ừ. Ba có nuôi ai, có phụ ai không? Ừ. Trong gia đình ba anh em á. Ba con có vợ khác rồi. Có khi nào con thấy mẹ con khóc không? Nhớ ba không? Dạ con không biết. Con có nhớ không? Dạ. Sao hả? Nếu mà mẹ con có duyên một cái chú khác, bước thêm một bước nữa, đỡ chú đó đến với mẹ con thì chú đó cũng san sẻ khó khăn của mẹ, rồi mẹ cũng vui vẻ, con có chịu không? Dạ, mẹ con đã hứa với con không bao giờ đi với ai nữa trơn á. Lỡ là mẹ hứa như vậy với con rồi mẹ thương người khác làm sao? Ôi, mẹ con ngủ với con tới bên lớn rồi, giờ mẹ con đâu có bỏ con được đâu. Lúc con còn có lúc con ngủ ngáy à. Ừ, lúc còn ngủ ngáy. Ngủ ngáy là sao vậy ta? Dạ, tụi mấy. Tụi mấy. Tụi mấy. Tụi mấy. Con mới chịu nói nè. Đây hai mẹ con vô ghế ngồi đi cho đỡ mỏi chân. Qua tìm hiểu thì mình mới biết cái hoàn cảnh của bé anh với lại chị, thì chị với anh cũng đã dang dở chia tay rồi mọi người. Và hiện nay thì bé chị muốn sống với mẹ của mình thôi. Cũng thấy rất là đáng thương ha. Dạ đúng rồi. Còn nếu như á là mình á giúp cho người ta mà mình phải hay cũng có nhiều người tự ái lắm. Con có thích chị. Không có khoe khoang. Hồi nãy là nói là ông ơi lần sau mà ai đến thăm á cứ đừng có nói là hai mẹ con giúp. Dù biết rằng là hai mẹ con hàng ngày cũng đã tương trợ cho ông. Nhưng mà con không thích là ông kể lễ công sức của hai mẹ con. Dạ tại vì nhiều người á họ sẽ bị tự ái riêng, con không có nói vậy hết. Nhiều người có một cái tự ái riêng. Trời ơi. Nói được hay ghê trời. Không ngờ bé nhỏ tuổi mà lại nói được cái lời đó luôn á. Nhắc nhở với ông rằng là con với mẹ con không thích khoe khoang nên ông đừng có nói với ai chuyện này hả chị ha. Ngày xưa cái chuyện tình sao mà anh với chị chia tay á? Lúc chị làm lũ lo đi làm cực khổ rồi chị sanh ra rồi thì cứ bê tha đi ăn đi nhậu rồi không có nhằn thấy mẹ con có chuyện hết, mà bên hoàn cảnh bên bản nó chị vào bên kia bản có nước hoa bên đây mình nghe
rất dễ. Chấp nhận cho nuôi con chú tay gì hết. Là sát rồi làm xin nè. Cũng có nước ngoài kiều bên Úc luôn á. Chị dễ bên đây nghèo. Mà nghèo có nuôi chị ngày nào đâu. Chị làm mọi thứ để nuôi con chị đó. Nhưng mà lúc đó thì anh với chị có mấy mặt con rồi? Dạ hai. Là bé này chưa sinh ra hả? Dạ, bé kia là bé Hào. Là lúc đó là bé còn ở trong bụng hay sao chị? Sanh ra được, sanh ra mang bầu. Rồi cái sanh ra luôn á, không mặn động cái gì chứ. Tại người ta có nước ngoài. Còn mình có nước ngoài, mình chỉ đi làm, mình kiếm mình sữa xùng nuôi con. Nước ngoài là để chồng mình có tiền xài, ăn nhậu chơi nha, chứ không phải lo cho vợ con nha. Rồi tự mình là gánh lực mưu sinh để lo sữa xùng, tả thuốc men các thứ cho con. Trong cái giai đoạn nào là chị khó khăn nhất? Chị một cô cha nữa hả? Hiện nay thì chị nuôi ba người con hay sao? Ba đứa, nhưng mà đứa lớn chị cũng nhờ được rồi. Nhưng mà chị gả năm rồi, rồi năm nay chị có cháu ngoại rồi. Chị hết nhờ rồi. Đứa lớn chị có hiếu thảo lắm. Gọi như lo cho mẹ cho em chân. Bây giờ chị gả rồi. Chị bán khoai này lâu chưa chị? Mới bán cả tuần nay thôi à. Như bán món này, tới món kia, tới món nọ. Trước kia chị làm nghề gì? Chị buôn máy đủ thứ, nói chung là chị buôn bán không đó. Trước chị mấy em cũng chia sẻ về tính hiếu thảo cũng như là tính đầu đầy tình thương của hai mẹ con khi mà chăm sóc một ông lão ở phía sau. Thì ngày hôm nay thì cũng tình cờ cũng biết đến câu chuyện gia đình hôn nhân thì cũng đã khép lại và một mình chị tạo tâm nuôi ba người con. Trong cái giai đoạn mà khi mà hai anh chị kết thúc chia tay để ra tòa thì khi mà anh giành cái quyền nuôi con, lúc đó thì cái cảm xúc của chị như thế nào? Nói chung là hai chị như là hai người thương đến với nhau chứ không có đám cưới mà cũng không có cơ cấu, nói chung chị dốt thì cũng không có biết chữ nữa. Thì thương đến với nhau rồi sống ở có con, rồi bây giờ người ta sống như phải vô trách nhiệm đó. Ra đi không nói tiếng nào hết mà bên chồng mới còn lại nói là những lời khó nghe chị bỏ đi. Bây giờ là chị biết là mình là xấu số, con mình thì mình nuôi. Lúc anh có dành nuôi bé rồi không? Không đâu, không nuôi, để về nuôi tốn tiền sao. Mà con chị dễ gì chị bỏ 100 triệu chưa cho gớm. Tại chị nó chơi thôi cho vui thôi chứ dễ gì. Con nghe mẹ nói vậy là con yên lòng ha. Mẹ không có bỏ đâu. Thì bấy nhiêu đó câu chuyện cũng đủ mọi người biết hơn về cái hoàn cảnh gia đình. Thì nếu có bác chị nào có dịp đi ngang qua phố Long Xuyên á, ghé qua đường Võ Văn Hoài có thể là mua một ít phụ giúp cho gia đình ha. Thì hôm nay thì em cũng cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ. Hiện nay thì chị có một cái mong ước gì không chị? Và cái việc mà nuôi bé ăn học thì có gặp khó khăn gì không? Có chị, nói chung thì chị cũng theo tôn trọng ý kiến của cháu, là tại do cùng dịch là chị không có điện thoại cho cháu học, có mẹ chị đi chứ đừng. Rồi bây giờ đi học lại thì đi vô trường không kịp, với bạn bè đại học online mình không có điện thoại thì cháu đâu có học được đâu. Rồi bây giờ đi vô, bây giờ người ta cho đến lớp rồi, đến trường rồi thì không học được bài với bạn. Rồi chị cho cháu nghỉ năm sau cho học lại chứ không cho cháu nghỉ. Chị có mong ước gì không? Ai cũng có mong ước hết á, nhưng mà tại số phận mình vậy rồi mình chị không nói có... Chị thỏa thể giùm cho tụi em một cái mong ước của chị thôi. Chị mong ước là cái nhà của mẹ chị bị dột gách hết rồi, nhờ gách lại cho cái mưa cái nắng thôi. Nó bị sụp ở phía sau mà nó bị dột hết rồi, chỉ là mong muốn vậy thôi. Che chỉ có cái nóc là để cho nó được, đừng có mưa ướt là được rồi, vậy thôi. Chỉ mong muốn nhỏ thôi, che cái nóc để cho đừng tạt là được rồi. Đúng rồi. Chia sẻ với mọi người, người ta mong ước là một điều gì lớn lao, nhưng mà chị ngại, chắc có lẽ là ngại khi mà nói ra điều đó. Tụi mình phải hỏi 3 lần lặp lại là chị có mong ước điều gì không, thì chị mới dám thỏa thể một cái điều rất nhỏ, đó là có được cái mái cho căn nhà cũ chứ không phải là một căn nhà mới nha. Xin thông tin lại mọi người là có một cái mái nhỏ cho một căn nhà cũ thôi. Thì ước mơ là mua một vài miếng tôn thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Thì chắc có lẽ thì mấy cái cây nó một nó
chỉ cần vài miếng tôn thôi là đỡ đủ. Và thậm chí là chị không muốn chia sẻ với mà thì chị anh nghĩ là chị muốn tự năng lực của mình để làm ra cái những cái miếng tôn đó. Mà em thấy cái thu nhập của mình khá là bấp bênh à, mỗi một cái món đồ bán chỉ là 5.000, 10.000, thậm chí là khoai thì nướng rất là cực. Chị cũng lời được vài chục ngàn, hai mẹ con được mưu sinh bởi vì vậy đó. Khi nào thì chị rảnh chị có thể cho tụi em lại ngôi nhà của mẹ chị được không? Được, chị dắt chú lại nhà đi con. Dắt chú lại nhà của ngoại con được không? Con dắt lại đi, đặng cho chú coi, mình dắt đi nhà mình đâu có sao đâu, con mời mấy chú vô nhà, đến nhà con. Thôi đi với chú Phong nè. Chú đi không sao đâu, con đem chịu. Hay không? Có khách vô nói bà Hai ơi ủng hộ con đi bà Hai. Tôm người ta cho nè, người ta cho một quầy đó. Cái này cái màn ảnh đây là chuyện hình cái gì? Ngoan quá, bé ngoan quá, thấy bé dễ thương quá. Bé dễ thương quá bà. Lành quá. Lành quá. Sao nào bà Hai cũng ủng hộ cho đồ ăn cho bà Hai ngại, bà Hai không nói á. Kết thúc video clip này tại đây mọi người. Chắc có lẽ là hành trình thì các anh em sẽ lại ngôi nhà của bé Hoàng Anh cũng như là mẹ của chị Hiền lại xem cái hoàn cảnh như thế nào để có thể hỗ trợ được cho gia đình của chị.